Xin chào tất cả các anh chị học viên đã trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Pha chế Kênh 3. Thì Trung đang lặt lá tía tô để là chúng ta sẽ làm một món thức uống là vô cùng là ngon luôn. Đó, thì lá tía tô là ngoài việc chúng ta sử dụng để ăn rau sống hoặc là chúng ta sử dụng cho các món cháo để cảm mạo, thì ngày hôm nay Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị hai công thức mình sẽ kết hợp từ lá tía tô để trở thành hai loại trà chúng ta có thể là cho vào trong quán chúng ta để kinh doanh luôn. Đó, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm món là trà tía tô hạt chia. Thứ hai đó là trà vải tía tô. Đó, hai món này là vô cùng là hấp dẫn và rất là bổ dưỡng luôn, và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Tại vì lá tía tô có rất là nhiều công dụng ha. Đầu tiên là nó có thể là sử dụng là chúng ta là giúp cho cải thiện làn da, giúp cho da gì chúng ta nó sẽ đẹp hơn, trắng hơn, rồi hỗ trợ giảm cân. Chị đặc biệt là chị em phụ nữ rất là thích cái yếu tố này, đó là hỗ trợ giảm cân. Thứ ba đó là chúng ta sẽ giảm được cái tình trạng là trị cảm mạo nè, trị những cái cơn hen suyễn nè, rồi giảm dấu hiệu của bệnh gút đó, rồi chống oxy hóa cơ thể, giúp cho chúng ta sẽ trẻ hóa hơn và lâu bị già hơn. Và có rất là nhiều cái công dụng từ lá tía tô này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các chị cách để mình làm món hai món trà từ lá tía tô ha. Thì đầu tiên là các anh chị mình mua giúp Trung là 250g rau tía tô. Khi mà các anh chị mình đi mua lá tía tô thì các anh chị lưu ý là lựa những cái loại lá nó có cái màu đỏ nhiều thì nó sẽ giúp cho trà của chúng ta nó đẹp hơn. Thì ở đây là Trung kiếm khách chợ Trung ở luôn thì nó chỉ có được như này thôi, nó không có được đỏ nhiều. Các anh chị nào mà mình mua được cái lá tía tô màu đỏ thì cái nước trà của chúng ta ra nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Đó, thì bây giờ là chúng ta sử dụng là 250g rau tía tô. Các chị mình sẽ rửa sạch và mình sẽ lặt cái phần lá tía tô, chúng ta sẽ bỏ đi cái phần cọng ha. Thì khi mà lặt lá tía tô thì các chị lưu ý đây là cọng lá tía tô, thì các chị mình sẽ ngắt cái phần cuốn lá luôn, chúng ta sẽ giữ lại cái phần cuốn lá luôn, tại vì cái cuốn lá nó sẽ có màu rất là nhiều và trong cái này nó sẽ có rất là nhiều cái bài thuốc của chúng ta ở trong này, nên là chúng ta là không bỏ đi phần cuốn mà chúng ta sẽ giữ lại cái phần cuốn luôn ha. Đó, tiếp theo là cái phần ngọn. Phần ngọn này nó sẽ có cái phần non nè, các chị mình cắt luôn cái phần non. Chúng ta sẽ không có phải là cắt lá không ha. Và chúng ta sẽ sử dụng luôn cái phần mà thân của cây lá tía tô mà nó có cái độ non, để chúng ta có thể là nấu cho nó ra cái bài thuốc của chúng ta nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đó, thì chúng ta cứ làm tương tự ha. Chúng ta đặt như vậy đến khi nào nó hết cái phần lá tía tô của chúng ta thì thôi. Thì 250g rau tía tô thì sau khi chúng ta đã lặt, chúng ta bỏ đi cái phần thân á, thì chúng ta sẽ thu lại là khoảng là 150g lá tía tô thành phẩm ha. Thì đó là cái lượng để chúng ta để sử dụng chúng ta đi nấu trà. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục lặt cho đến khi nào hết cái phần lá tía tô thì thôi. Rồi chúng ta cứ sử dụng theo nguyên tắc ha. Đó, lặt luôn, sử dụng cái phần cuốn luôn. Đó, sau đó anh chị mình ngắt bỏ cái phần cọng đi, sử dụng cuốn luôn. Sau khi mà chúng ta đã lặt cái phần lá tía tô thành phẩm rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đến với công đoạn là đi nấu trà ha. Định lượng chúng ta nấu trà thì chúng ta sẽ sử dụng là 150g lá tía tô. Sau đó là chúng ta sẽ nấu với 1 lít nước sôi các chị ha. Đó, nhưng mà để mình muốn là mình có thể là ra món liền sau khi mà các chị mình nấu cái phần tía tô xong á, thì các chị mình sẽ sử dụng theo công thức là chúng ta sẽ nấu với 700ml nước sôi thôi, còn 300ml còn lại thì chúng ta sẽ thay thế bằng đá bi sau khi chúng ta nấu, thì nó sẽ giúp cho trà tía tô của chúng ta nó sẽ là làm nguội liền và chúng ta có thể là mang đi, chúng ta đi pha chế cho thực khách của chúng ta luôn. Nên là chúng ta sẽ cho vào trong nồi là 700ml nước sôi. Khi mà chúng ta thấy cái phần nước trong nồi chúng ta bắt đầu nó sủi tanh rồi đó, có nghĩa là bắt đầu nó chuẩn bị nó sôi rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là cho cái phần mà lá tía tô của chúng ta vào trong nồi ha. Chúng ta sẽ trộn đều cho cái phần lá tía tô nó được ngập vào trong phần nước.
Sau khi mà cái phần lá tí tô của chúng ta nó đã được nhập vào trong nước rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là nấu cái phần lá tí tô này trong vòng 5 phút nha các chị. Mình sẽ nấu với lại lửa vừa. Cà tí tô của chúng ta sau khi chúng ta đã nấu được 5 phút rồi á, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tắt bếp và chúng ta sẽ vớt cái phần lá tí tô ra ngoài ha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là vớt lá tí tô ra. Bây giờ là lá tí tô của chúng ta nó chỉ có cái màu xanh thôi các chị. Cái phần màu tím á là nó đã được chiết xuất ra cái phần nước rồi ha. Bây giờ là cái phần nước tí tô của chúng ta rất là thơm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là cho vào trong cái phần trà tí tô chúng ta một ít muối ha, là khoảng một hạt đậu đen thôi các chị. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho vào trong này là 300g đá bi. Thì tổng cái lượng nước mà chúng ta nấu và chúng ta cho đá bi vào thì tổng lượng nước chúng ta sẽ là 1 lít nha các chị. Nãy là chúng ta sẽ sử dụng là 700ml để chúng ta để nấu với lại lá tí tô. Còn sau cùng thì chúng ta sẽ cho vào thêm trong này là 300g đá bi để giúp cho trà tí tô của chúng ta nó sẽ nguội liền tức khắc, để cho chúng ta có thể làm mang đi chúng ta đi pha nước luôn. Đây là thành phẩm của chúng ta đã vừa hoàn thành sau khi chúng ta đã nấu trà tí tô ha. Thì màu nước trà của chúng ta nó sẽ có cái màu là hơi sẫm một xíu, và khi chúng ta kết hợp với món thức uống thì nó có màu rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ ra món đầu tiên ha. Món đầu tiên của chúng ta sẽ có tên là trà tí tô hạt chia. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với cách chúng ta để ra món này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng là 200ml trà tí tô. nước đường. 10ml nước cốt chanh. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ xem là cái màu trà của chúng ta bây giờ nó đổi màu ha. Nãy là chúng ta thấy là cái màu sậm đúng không ạ? Màu nâu nó hơi sậm sậm. Khi mà chúng ta cho nước chanh vào nó sẽ chuyển sang màu đỏ, màu hồng ha, rất là đẹp luôn. Đó. Bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành cho đá vào đầy ly. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào đây là 20ml hạt chia. Một vá trân châu ba quy để giúp cho cái món của chúng ta nó sẽ có cái topping để ăn kèm nó rất là ngon ha. Sau cùng thì chúng ta sẽ trang trí ly nước của chúng ta bằng vài lát chanh. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ trang trí thêm một ngọn lá bạc hà. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là ra thêm một ly nữa ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng là 150ml trà tí tô cho vào trong ly. Nước đường 20ml siro vải đinh phong, 5ml nước cốt chanh. Cho đá vào đầy ly. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trang trí vào trong ly là vài lát chanh ha, để cho ly của chúng ta nó sẽ hấp dẫn hơn. Chúng ta sẽ trang trí tiếp theo là 4 miếng vải. Vải này là chúng ta sẽ cắt đôi từ 2 quả vải ha.
thì nó sẽ giúp cho cái ly nước của chúng ta nó sẽ đầy đặn hơn. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ trang trí một ngọn lá bạc hà lên trên cùng. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bộ đôi, đó là hai món kết hợp từ trà tía tô. Món đầu tiên thì chúng ta sẽ làm đó là trà tía tô hạt chia. Món thứ hai là chúng ta làm đó là trà vải tía tô. Đó, thì hai món nó có cái màu sắc rất là đẹp và uống vào thì rất là bổ dưỡng và thơm ngon ha. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong hai món trà tía tô rất là đẹp mắt và rất là thơm ngon ha. Thì Trung xin chúc cho tất cả các chị mình thực hành món thành công. Nếu các chị mình đang quan tâm tới sách nè, nguyên liệu dụng cụ hoặc là máy móc thì các chị mình vui lòng comment xuống bên dưới hoặc là liên hệ vào số hotline đang chạy bên dưới ha, để cho nhân viên sẽ hỗ trợ và tư vấn các chị cách thức mua hàng. Nếu các chị mình thấy video đây là hữu ích, các chị mình đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những món hot trend cùng với Trung tâm Pha Chế Kinh Ba nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.